Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, những vụ trọng án xảy ra đã mang tới rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Từ những vụ án mà chúng tôi gửi tới quý vị, hy vọng đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những âm mưu tội ác. Và qua đây cũng là lời răn đe đến những người vẫn còn có ý thức coi thường pháp luật, hãy dừng lại trước khi quá muộn. Sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người phụ nữ tật nguyền tử vong thê thảm trong bể nước. Vào một buổi sáng khắp các con đường của thôn Đá Nổi, xã Ba Lòng, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, xôn xao vì tin chị Đinh Thị Lan sinh năm 1980 bị sát hại vứt trong bể nước. Dù là thôn xa xôi của tỉnh Quảng Trị nhưng hàng chục năm ở đây chưa từng xảy ra vụ án nào gây hoang mang đến vậy. Tại hiện trường, công an tỉnh Quảng Trị xác định nạn nhân Lan nằm úp trong bể nước ngay trước cửa nhà mình. Kết quả khám nghiệm cho thấy trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương ăn sâu vào da. Tuy vậy, nguyên nhân tử vong là do ngạt nước. Nhưng chi tiết này giúp các điều tra viên đi đến một nhận định: nạn nhân bị đánh, gây thương tích rồi hung thủ di chuyển vứt vào bể nước hòng phi tang. Căn nhà chị Lan nằm ven đường thôn Đá Nổi, mặt tiền nhà chị Lan dùng để bán hàng tạp hóa. Gian sau có cánh cửa phụ là nơi sinh sống. Bên trong cửa hàng tạp hóa, các điều tra viên phát hiện đồ đạc bị xáo trộn, xô đổ. Phía dưới nền nhà xuất hiện vết màu nâu, nghi máu. Công tác khám nghiệm đã đưa ra kết luận chị Lan bị sát hại để cướp tài sản. Thời gian gây án chỉ vài giờ trước khi nạn nhân được phát hiện trong bể nước. Thời điểm vụ án xảy ra có thể vào đêm 4 tháng 8 năm 2007 hoặc rạng sáng 5 tháng 8 năm 2007. Đây là khoảng thời gian vắng vẻ, người dân trong thôn đa phần đã đi ngủ nên không có nhân chứng. Các dấu vết tại hiện trường cũng vô cùng mờ nhạt, dẫn đến khó khăn trong công tác điều tra, truy xét. Những ngày tháng 8, thôn Đá Nổi bước vào mùa mưa lũ, thời tiết rất xấu. Đây là địa bàn xa và mới chỉ có được đất. Cách nhanh nhất để vào thôn là đi bằng thuyền vượt sông. Từ những tài liệu thu thập được tại hiện trường, các điều tra viên công an tỉnh Quảng Trị nhận định hung thủ gây ra vụ án chỉ là một người, thêm vào đó phải là người địa phương, thông thạo đường đi lối lại. Chính từ nhận định này, diện truy xét đã được thu hẹp đi rất nhiều. Chị Lan là người tật nguyền, từng trải qua một đời chồng và hiện sống độc thân. Công an đã tiến hành triệu tập người chồng cũ cũng như bạn trai hiện tại của nạn nhân lên làm việc. Tuy nhiên, những người này đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Lúc này, công an tiến hành rà soát sàng lọc toàn bộ đối tượng ngổ ngáo, đối tượng có tiền án tiền sự tại địa phương. Nhưng cũng như lần trước, nhóm đối tượng này hoàn toàn không dính líu đến vụ án, cũng chẳng cung cấp được thông tin nào có giá trị. Nhiều ngày trôi qua, vụ án mạng vẫn là một ẩn số. Các điều tra viên bắt đầu để ý đến nhóm người từ nơi khác đến Đá Nổi. Một là những người mới tới, hai là nhóm người vốn quê ở đây, thời gian qua về làm ăn hoặc thăm thân. Quá trình rà soát, công an thấy nổi lên ba anh em Lương Thanh Hoàng sinh năm 1975, Lương Thanh C sinh năm 1978 và Nguyễn Văn Hát sinh năm 1971. Trong đó, Lương Thanh Hoàng và Lương Thanh C là hai anh em ruột, còn Nguyễn Văn Hát là anh em họ. Đi sâu và tìm hiểu về ba anh em Lương Thanh Hoàng, các điều tra viên được biết họ đều là người sinh ra ở Đá Nổi nhưng bỏ vào làm ăn tại Bà Rịa Vũng Tàu từ rất nhiều năm. Khoảng tháng 8 năm 2007, nhóm này về Đá Nổi và tá túc tại nhà một người dì để tìm việc làm. Khi tiến hành triệu tập ba người nói trên lên làm việc thì chỉ có Lương Thanh C và Nguyễn Văn Hát đến, còn đối tượng Lương Thanh Hoàng thì không thấy đâu. Tại cơ quan điều tra, Lương Thanh C và Nguyễn Văn Hát khai nhận do không tìm được việc làm nên nhóm này dự định quay lại Vũng Tàu vào ngày 5 tháng 8 năm 2007. Do đó, chiều ngày 4 tháng 8 năm 2007, cả ba đi uống rượu tại nhà những người quen trong thôn. Đến khuya, C và Hát về nhà người dì đi ngủ, còn Hoàng về sau. Nằm ngủ bên ngoài hiên nhà, khi được hỏi về Hoàng, cả C, Hát và người dì đều không biết anh ta đi đâu, làm gì sau 7 giờ sáng ngày 5 tháng 8 năm 2007. Người dì cho hay, sáng sớm 5 tháng 8 năm 2007, khi tỉnh dậy thì nghe tin chị Lan bị sát hại. Lúc này bà thấy Hoàng đang ngủ bên hiên nhà nên gọi dậy, bảo chở đi xem. Khi tới nơi, bà này tiến lại gần hiện trường, còn Hoàng đứng bên ngoài. Sau thời khắc ấy, không ai thấy Hoàng đâu nữa. Đây là một biểu hiện bất thường nhưng rất hay xảy ra với tâm lý tội phạm. Thường mỗi khi gây án xong, thủ phạm sẽ sợ hãi và có xu hướng bỏ trốn khỏi địa phương. Tất nhiên, đó mới chỉ là lý thuyết nhưng phần nào giúp các điều tra viên công an tỉnh Quảng Trị có hướng điều tra rõ ràng hơn. Dù chưa biết Hoàng trốn ở đâu, nhưng công tác rà soát, truy vết đối tượng này vẫn được tiến hành nhanh chóng.
xác minh, nhân thân Hoàng Công An Quảng Trị được biết anh ta có một tiền án từng bị Tòa án Nhân dân Vũng Tàu xử về tội hiếp dâm. Tại trung tâm huyện Đắk Rông, các trinh sát được chủ một tiệm kinh doanh vàng bạc cho biết Lương Thanh Hoàng vừa ở đó và bán đi chiếc nhẫn nữ lấy 1 triệu đồng. Chủ cửa hàng biết chính xác đó là Hoàng bởi hai người vốn là bạn từ nhiều năm trước. Tuy vậy, chủ cửa hàng cũng chỉ cung cấp được chút ít thông tin đó. Còn về sau, Hoàng đi đâu, làm gì, anh ta cũng không biết. Nhiều tốp trinh sát được cử đi rà soát tất cả mối quan hệ bạn bè, người thân của Hoàng. Tuy nhiên, đều chẳng thu được dấu vết. Hoàng cứ như làn khói, bốc một hơi lên trời rồi tan ra. Tiếp tục thu thập thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị có đủ căn cứ khẳng định Lương Thanh Hoàng là nghi phạm sát hại chị Đinh Thị Lan ở thôn Đá Nối vào đêm mùng 4 rạng sáng ngày 5 tháng 8 năm 2007. Căn cứ hồ sơ, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lương Thanh Hoàng về hành vi giết người và cướp tài sản. Do đối tượng đang bỏ trốn, không tìm ra nơi cư trú nên ngay sau đó cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc. Vào thời điểm này, việc bắt giữ Hoàng được giao cho đơn vị truy nã của Công an tỉnh, một chuyên án tầm nã được thành lập. Suốt nhiều năm trời, ban chuyên án được thành lập năm 2007 để điều tra, truy bắt Lương Thanh Hoàng của Công an tỉnh Quảng Trị đã có nhiều thay đổi. Một số cán bộ chiến sĩ đã về hưu, số khác thì chuyển công tác đơn vị. Ấy vậy mà, bóng dáng kẻ sát nhân ở thôn Đá Nổi vẫn bặt vô âm tín. Bằng quyết tâm phải bắt cho được Hoàng, nhiều thế hệ ban chuyên án của Công an tỉnh Quảng Trị vẫn kiên trì thu thập từng mẫu tin nhỏ. Trong hơn 10 năm, tập hồ sơ tầm nã về Lương Thanh Hoàng đã dày lên trông thấy. Xác định sau khi gây án, Hoàng sẽ trốn vào khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nên tổ công tác của Công an huyện Quảng Trị vẫn cập nhật thông tin thường xuyên về các đối tượng khả nghi. Mặc dù đã sử dụng nhiều biện pháp nhưng Hoàng vẫn ẩn thân thành công, chưa một lần trong suốt gần 15 năm gã bị phát hiện. Đơn vị tầm nã nhận định Lương Thanh Hoàng không thể bốc hơi kỳ lạ như thế được. Chắc hẳn gã có một danh tính. Xem xét hồ sơ, Công an nhận thấy Hoàng có người em trai tên C. Hai người này nếu không phải quen biết hoặc quan sát kỹ thì rất khó nhận diện vì họ rất giống nhau. Tập trung vào người sử dụng chứng minh thư có tên Lương Thanh C. Cuối cùng, Công an Quảng Trị phát hiện trong một vụ ẩu đả tại thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng có tên như trên đã xuất hiện. Hóa ra, lợi dụng sự giống nhau với người em, Hoàng đã dùng giấy tờ của anh này để tàng hình suốt 15 năm trời. Năm 2022, Lương Thanh Hoàng bị bắt đúng vào ngày 5 tháng 8, trùng với ngày anh ta ra tay sát hại chị Đinh Thị Lan trước đó 15 năm. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai, đêm muộn 4 tháng 8 năm 2007, anh ta uống rượu say rồi về ngủ ngoài hiên nhà người dì. Một lúc sau, Hoàng trở dậy tìm đến quán tạp hóa của chị Lan để mua thuốc lá. Lúc này chị Lan đã ngủ nên Hoàng đập cửa gọi dậy. Bị đánh thức, chị Lan bực tức mắng Hoàng. Sẵn hơi men, Hoàng tấn công khiến chị Lan ngất liệm đi. Hoàng lấy chiếc nhẫn nạn nhân đeo trên tay rồi kéo chị Lan thả vào bể nước trước nhà. Xong việc, Hoàng quay về ngủ ngoài hiên cho tới sáng ngày 5 tháng 8 năm 2007. Khi biết việc chị Lan bị sát hại đã lộ, Hoàng nhanh chân tẩu thoát. Sau 15 năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, Hoàng cũng già đi trông thấy, thế nhưng tội ác mà gã gây ra tại thôn Đá Nổi thì vẫn còn nguyên trong ký ức người dân nơi đây. Hoàng những tưởng gần ấy thời gian đã đủ để xóa nhòa tất cả, nhưng anh ta nhầm. Với sự quyết tâm của Công an tỉnh Quảng Trị, rồi đây Hoàng đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Sau đó, Hoàng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt ông ta phải chấp hành là 22 năm tù. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Quý vị hãy like và đăng ký kênh để nhận được thông tin vụ án mới nhất. Kính chào và tạm biệt quý vị.